Nắng quá các bạn ơi. Sân thượng mình giờ này nắng ghê lắm. Nắng nhức đầu luôn á. Mình đang tắm nắng để mình làm lý cho các bạn coi nè. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loài vật nuôi mà được rất nhiều người ưa chuộng. Với cái vẻ ngoài nhìn nó rất là cute dễ thương. Cộng thêm cái kích thước khi trưởng thành nó không quá lớn. Tính cách thì cũng khá là thân thiện. Đây, bây giờ mình sẽ bắt ra cho các bạn coi nó là con gì nha. Đây nè. Đây. Đây trên tay mình đây là em Kỳ Đà Savan. Nhìn nó cute không các bạn? Em này cũng 8 ít rồi nha các bạn. Mình nhận từ một người chủ. Bạn đó thì khá là bận rộn, không có thời gian chơi nó thường, nên nó cũng chưa được gọi là thuần đâu, nó còn khá là nhoi nhoi. Bạn nó bận quá không có tương tác, nó không có chăm được nó kỹ á, nên nó bị lỗi móng nè. Các bạn thấy nó lỗi móng tao lưa nè đó, nên nó còn hơi nhoi nhoi nè. Rồi bây giờ về ngoại hình thì các bạn thấy là cái đầu nó rất là lớn nè, cái đầu nó bự nè. So với cái con Kỳ Đà Hoa mà đợt trước mình nuôi á, thì cái con Kỳ Đà Hoa mình thấy là cái đầu nó nhỏ, nó dài. Còn em Savan thì cái đầu nó bự hơn, nó có vẻ nó tròn, nó bự hơn. Lưng nè. Ấy da. Ui ui. Đừng có, đừng 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 ngoan ngoan ngoan. Ngoan ngoan ngoan. Bạn nó không có thuần, bây giờ nó dữ quá. Ngoan 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 ngoan. Ngoan 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 ngoan. Hoa văn này rất là sáng nha, nhìn đẹp. Mình thích hoa văn bé này. Có nhiều em nó đen thui à. Ở loài Savan này á thì kích thước trưởng thành nó không quá lớn, nó chỉ dài tầm 1,2 tới 1,3 thôi. Thì đây là một con vật mà được nhiều người chọn để nuôi. Khác với tụi Kỳ Đà Hoa hay Kỳ Đà Vân thì ngoài vấn đề là nuôi Kỳ Đà Vân á, nó trong cái danh sách được bảo vệ thì nó còn có cái là khi trưởng thành á, kích thước của tụi nó khá là lớn. Với lại nó tăng động lắm, con Kỳ Đà Hoa của mình được chứ nó rất là tăng động, nó không được thì như thế này đâu. Con này nó khá là đầm nè, mặc dù chưa thuần nhưng mà nó vẫn đầm nè, các bạn thấy không, nó vẫn đầm tính. Mình thấy là nó nhìn nó rất là dễ thương, nó cute, nhìn nó không như con hoa. Con hoa thì cái người nó dài, nó vậy, kiểu nó dài. Còn em Savan thì cái kiểu nó bự ngang. Ui da. Thì Kỳ Đà Savan người ta còn gọi là Kỳ Đà đồng cỏ châu Phi, nó đến từ châu Phi. Bởi vậy môi trường mà nuôi nhốt tụi này các bạn phải đảm bảo yếu tố là nhiệt độ, phải có một cái điểm mà nhiệt độ tầm 28 cho tới 30 32 độ. Chuồng nuôi Kỳ Đà các bạn nên chia ra làm 3 phần. Một phần nóng nhất là tầm 28 tới 30 độ. Phần ở giữa là trung hòa, có nghĩa là phần ở giữa sẽ mát. Còn phần dưới, phần xa nhất là sẽ làm để cái thau nước cho nó ngâm. Đó là cái điểm để nó nhiều khi nó vô nó ngâm, nó giải nhiệt. Các bạn đừng có để cho nó nóng nguyên một cái chuồng, thì khi Kỳ Đà nó nóng quá sẽ không có chỗ nó trốn, nguy hiểm cho nó bị sốc nhiệt nó chết nha. Và tụi này kích thước nó như mình nói khi trưởng thành nó tầm 1,2 1,3. Bây giờ cái chuồng nuôi của nó cũng phải đáp ứng là tương đối rộng, chứ nhỏ quá thì nó sẽ rất là tội cho nó không có di chuyển được, đúng không mày? Ấy à, trời ơi, nó dữ quá, nhìn cái đuôi đã của bạn à. Cái đuôi nó bự. Rồi 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 rồi. Đây này mà cắt ra nhậu là ngon luôn á. Rồi 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 rồi. Rồi 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 rồi, tao không nhậu mày, tao không nhậu mày. Tao giỡn thôi, tao không nhậu như mày đâu. Ngoan 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 ngoan. Thì như mình nói cái kích thước trưởng thành nó là từ 1,2 tới 1,3. Nên các bạn phải đảm bảo cái chuồng nuôi của mình tương đối lớn, đủ rộng để cho nó vận động. Tại tụi Kỳ Đà này nó vận động khá là nhiều. Còn về thức ăn thì tụi này mình thấy là nó ăn được rất là nhiều nhiều loại, như là sâu nè, sâu mealworm nè, xong rồi lớn chút là cho nó ăn dế nè, dán duvia nè, hoặc là to nữa thì cho nó ăn chuột cũng được, có người cho nó ăn lớn lớn cho nó ăn chuột cũng được, nó vận động. Còn như mình nuôi thì mình cho nó ăn thịt gà, các bạn đừng cho nó ăn thịt heo nha, tại vì nó sẽ bị dễ bị tích mỡ. Tụi này nó có cái là nó bự ngang nên nhìn nó rất là cute, nhìn như một cái con gấu bông vậy đó. Thì nhiều bạn lại thấy nó vậy, lại cho nó ăn nhiều. Tụi này nó cũng rất là phàm ăn, các bạn cho bao nhiêu là ăn bấy nhiêu, cho bao nhiêu là ăn bấy nhiêu, rất là phàm ăn.
nên cho nó ăn nhiều thì nó bị tích mỡ và nó béo phì. Và khi con bò sát mình nó béo phì á, nó sẽ rất là gọi là nó sống không được lâu, nó sinh rất là nhiều bệnh đó. Trường hợp mà con Savan mà nó béo phì á, nó tròn ủng mà xong rồi nó bị liệt hai cái chân sau luôn. Để kiểm tra coi cái con kỳ đà của mình mà nó có bị gọi là béo phì không á, các bạn để ý khi mà nó bò họ, nếu mà cái bụng nó mà đụng đất nhiều quá là nó nguy cơ béo phì rồi đó. Nè các bạn thấy không, cầm một xíu là nó hiện rồi nè, nó hết nho nho rồi nè. Tụi Savan thì nó cũng đầm tính, nó cũng dễ. Con này nó dễ tính hơn con Hoa rất là nhiều. Con Hoa thì con kỳ đà Hoa của mình á, mình đút cho nó ăn nhiều khi nó cũng không chịu ăn nữa. Có khi nào mà mình đi ra ngoài, mình để đồ ăn đó, mình đi ra ngoài thì nó mới ăn. Nó nhát lắm. Còn em này về với mình á, thì hôm đầu á, là mình để trong thùng này cho nó nghỉ ngơi, cho nó quen. Rồi hôm thứ hai là mình đã cho nó ăn rồi, là nó ăn được liền luôn. Nó không có gọi là nó nhát hay là nó... Con... nói chung là tính cách nó rất là dạng dĩ. Còn về vấn đề thuần thì mình thấy mình cũng không thiết, cần thiết phải thuần nhiều. Cái này nó cũng đầm tính sẵn rồi. Lúc nãy các bạn thấy là lúc bế lên á, nó gồng, nó quay, nó quậy lắm. Nhưng mà mình tương tác nó xíu là nó quen rồi. Mặt này nhìn rất là cute. Cái mặt của nó mà nhìn gần á, mình cảm giác như nhìn một con khủng long á. Nhìn rất là cưng. Mình thì mình thích có một em Savan lâu rồi. Nhưng mà Savan mà size nhỏ thì chăm nó Savan mà size nhỏ chăm nó cực lắm. Nó không có đã nữa. Được bự thì cầm rất là đã tay nó. Rất là cool ngầu. Bế ra ngoài đường chơi cũng đẹp. Ngoạn mới nói, mới khen xong luôn. Chưa dứt lời luôn. Thì cũng như kỳ đà hoa, con Savan cũng có ba cái vũ khí rất là lợi hại nha. Đó là cái miệng, cái mỏ của nó. Nó động vật con thịt mà, nên cái miệng, cái răng rất là bén. Bạn nuôi, các bạn tương tác phải cẩn thận. Nó thuần rồi thì không sao, còn nó dữ thì để ý chút. Thứ hai là bộ móng của nó. Móng nó cào thì cũng tương đối phê đó. Còn thứ ba là khúc đuôi. Đây, nó quất như một cái roi da luôn. Lúc mà nó mới về, nó chưa quen mình, nó quất mình chát chát chát. Đây, ngoan nè. Ngoài ra thì như một số anh em ở trong Nam, như mình ở Sài Gòn nha, thì cái nhậu nó rất là nóng, nóng lắm luôn. Nên nuôi tụi này cực kỳ thích hợp. Và ở size nhỏ thì có thể là dùng đèn, chứ còn size lớn lớn là cũng không cần dùng đèn luôn. Có thể nuôi ở ngoài trời, làm một cái lồng nuôi cho nó là nó ở vô tư luôn, không có vấn đề gì hết trơn á. Chỉ có điều đừng có để mà nó những ngày mà nó bị mưa gió nhiều quá, nó không có nắng, nó phơi á, lạnh lâu quá thì nó sẽ dễ bị phổi. Nên để ý vấn đề thôi. Lại tụi này á, các bạn để ý, nên ngâm, nên để thau nước cho nó, giữ vệ sinh cho da nó, đừng để nó bị viêm da. Nó viêm da nó dơ, nó xấu. Rồi. Còn em này thì cái thùng này các bạn đừng hiểu nhầm là mình nuôi giống thùng này nha. Mình như mình nói, chuồng nuôi tụi này phải tương đối lớn vì kích thước nó cũng phải 2-3 mà. Nên cái thùng này chắc chắn là không đảm bảo rồi. Em này thì thường là mình sẽ thả sau nhà, mình làm chó ở nhà mình luôn. Mình ít khi nhốt lắm. Mình thả ra rồi khi nào trời mưa mình mới bắt bỏ cái thùng này lại. Bỏ cái thùng thôi, còn lại là mình thả cho nó đi một vòng ngoài. Mình khóa đi một vòng ngoài. Mình nuôi gì mình cũng thích thả hết trơn á, nhốt lại nhìn nó chán lắm. Như cái sân thượng trước này là mình hay thả đàn rùa mình ra cho nó bò vòng vậy đó. Nó giống như nó tự nhiên. Cái gì nữa? Sao nữa? Mang đi lát cho ăn. Ủa, sáng cho mày ăn rồi mà. Sáng cho ăn rồi mà. Sáng cho ăn rồi mà. Mang rồi. Bế nó cho cẩn thận nha, nó mà chưa quen nó quất cái đuôi một cái là phê lắm đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi khu vực nuôi nhốt của nó nha. Đây là chuồng nuôi của nó, các bạn thấy đẹp không? Vừa vặn cái nó không? mình nói chơi thôi, chứ như mình nói cái chuồng của một con kỳ đà Savan thì nó phải đảm bảo kích thước cho nó để nó vận động. Vì tụi Savan này nó cũng vận động khá là nhiều. Nên cái chuồng phải phù hợp. Tính mình thì không thích nhốt gì hết trơn á. Mình thường là mình thích thả rong, mình là khoái thả rong. Đây là cái sân sau của mình. Sân sau mình thì nó cũng tương đối rộng á, ngang 4, dài 4, 16. Và nó đủ diện tích cho con Savan vận động luôn.
thường là buổi sáng mình sẽ thả ra cho nó đi vòng 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 nó quậy 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 quậy, hoặc là có khi mấy ngày trời mình mới hốt vô, khi nào mà trời mưa nè hoặc là trời không có nắng nhiều quá thì mình mới phải để ý bắt nó vô thôi, chứ bình thường mình có thả nó cho nó đi vòng vòng đây và nó sẽ chui đây nó trốn nè. Những cái clip mình hay làm cho nó ăn á, nó chui này nó trốn này, này giống như là cái hang chú này, cái máy lạnh mình nó chui làm cái hang chú đó. Đó cây nè, đây là cái để cho nó ngâm ngâm nước, ngâm nước cái thau nước cho nó ngâm. Tụi kỳ đà là nhất định là phải có thau nước các bạn, không có là nó khó chịu lắm, tại vì nó không có bù ẩm được cho cái da nó sẽ không lột da được, mà nó không lột da được nó không có lớn được, nó bệnh tùm lum hết trơn á, nó bị tắc lột á, nên nhất định nuôi kỳ đà là phải có thau nước cho nó. Đó đây các bạn thấy cái chuồng nuôi của mình nó có được không, rộng rãi không, và thả đi vòng vòng này là như chó giữ nhà luôn, cái gì giữ vòng cái sân sau luôn, ai đi vô thấy kỳ đà đâu dám vô, giữ nhà giùm luôn. Đó đây là khu vực nuôi nhốt của nó. À, các bạn thấy em Savan này sao, nhìn đẹp không, nhìn cute ha, nhìn thấy cute chứ, nhìn giống khủng long. Các bạn thấy em Savan này như thế nào, các bạn thấy cách nuôi của mình có hợp lý không? Các bạn có ý kiến đóng góp cho video thì hãy comment bên dưới để mình mà và mọi người cùng biết nha. Đó cũng là cái cách để mà chúng ta cùng có những cái kiến thức để mà chăm sóc cho những em bé của chúng ta nha. Thôi mình dừng video tại đây nha, các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha, like share và subscribe. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video sau. Bye bye các bạn. Có nghĩa là một đại đừng nhảy nữa con. Bye bye đi đã, bye bye đi vô, bye bye vô chủ, bye bye đằng sau đi chơi đi. Bye bye cho nó liếm, bye nha, bye bye, bye bye. Trời nó cắn cái, nó cắn cái. Giữ à, giữ à.